Chúng ta tiếp tục với xe lô thứ 3 của trận công đài thứ 3 lô đài kỳ 83 giữa Trương Hữu Trọng và Bùi Thế Nghĩa. À, hai set đầu thì với phong độ thi đấu rất là sung mãn và ổn định, của Thế Nghĩa đã dẫn trước 2-0. Bây giờ là set thứ 3. 1-1. Bây giờ là 10 năm.
60. 100.000 đi được mấy chai? Hả chai. Mười một sáu. Như vậy tỷ số tuần cục tạm thời là 3-0 nghiêng về cho đại chủ Bùi Thiên Nghĩa. Chúng ta chờ đón xe đấu thứ tư.